Khoảnh khắc siêu đáng yêu của hai chị em Trúc Nhi Diệu Nhi hết cười tít mắt lại chống cằm suy tư. Hơn 3 tuần sau ca phẫu thuật tách rời, sức khỏe của hai chị em Trúc Nhi Diệu Nhi ngày một cải thiện, khớp háng của hai con cũng đang phục hồi rất khả quan, sức cơ và xương đều tốt. Sáng ngày 9 tháng 8, Bệnh viện Nhi đồng thành phố tiếp tục đăng tải những thông tin, hình ảnh về hai chị em Trúc Nhi Diệu Nhi sau 25 ngày phẫu thuật tách rời. Theo các bác sĩ, khoảng 6 tuần tới, Trúc Nhi Diệu Nhi sẽ tháo bột hoàn toàn và tập vật lý trị liệu, tập đi. Ngồi trên giường bệnh, hai thiên thần nhỏ có những biểu cảm vô cùng đáng yêu được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng thành phố ghi lại. Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố, tiến sĩ bác sĩ Trương Quang Định cho biết, hai bé sẽ phải trải qua thêm 4 cuộc đại phẫu thuật để tạo hình khung chậu, tiết niệu, tiêu hóa và tầng sinh môn để tìm lại cho mình cơ thể nguyên vẹn. Hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ dành cho hai chị em Trúc Nhi Diệu Nhi. Biểu cảm siêu đáng yêu của thiên thần nhỏ. Hy vọng sức khỏe của hai con ngày một cải thiện nhiều hơn để có thể sớm tìm lại cho mình một cơ thể nguyên vẹn. Như trước đó chúng tôi đã thông tin, Trúc Nhi Diệu Nhi sinh ngày 6 tháng 7 năm 2019 tại Bệnh viện Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh là hai bé gái song sinh dính liền phức tạp. Sau khi sinh mổ thành công, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố đã tiến hành theo dõi, chăm sóc các bé theo một chế độ đặc biệt. Sau hơn một năm chung sống trong cùng một cơ thể với muôn vàn những điều bất tiện không thể diễn tả bằng lời, Trúc Nhi Diệu Nhi đã cùng 100 y bác sĩ chiến đấu đầy dũng cảm suốt 12 tiếng trong phòng mổ vào hôm ngày 15 tháng 7 trong cuộc đại phẫu thuật quan trọng của đời mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.